xin chào tất cả mọi người chúng ta cùng quay trở lại với một video mới từ Digimart VN Channel và mình là cường đây à, trong ngày hôm nay thì có một số thắc mắc các bạn gửi ở trên fanpage của mình á à, trên fanpage cộng đồng Digital Marketing cũng như group hoặc là tin nhắn à, hỏi là sao mà các bạn xác minh doanh nghiệp địa điểm ở trên Google nhưng mà không thấy mã pin nó gửi về à, thì à, cái trước mắt mình nói về xác minh của doanh nghiệp là gì thì khi mà các bạn xác minh được á thì ví dụ như bút của khách chữ nha trang mình xác minh nó sẽ hiển thị khi mà tìm kiếm nó sẽ hiện thị được khung với bên phải này nè ở trên bản đồ ha rồi hoặc là cái văn phòng seafood các bạn search văn phòng seafood nó sẽ ra được cái bản đồ ở đây hoặc là nó sẽ ra cái bản đồ như thế này đây là ba cái demo thì cái cách mà đưa Google lên doanh nghiệp thì chắc ai cũng biết rồi cho nên mình không có hướng dẫn ở đây cái video này sẽ tập trung vào cái việc là các bạn đã đưa doanh nghiệp rồi nhưng mà nó chưa uh, không nhận được mã pin hoặc là bị thất lạc hoặc là không nhận được thư Google thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xác minh mà không cần cái mã pin này đó, ví dụ như đây là một cái trang doanh nghiệp và uh, cái vân phong seafood này mình chưa được xác minh bây giờ mình muốn xác minh nhanh thì nó như thế nào xác minh xong thì các bạn có thể thấy được những cái biểu tượng này ở trên uh, trên 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 bản đồ ha đó khi mà vào bờ Google Maps mình sẽ thấy nó thấy không rồi cái cách xác minh thì nó như vậy đầu tiên các bạn truy cập vào Google doanh nghiệp của tôi hoặc là Google Business My Business đó, các bạn chọn tất cả các vị trí cái vị trí nào mà chưa được xuất bản nè tất cả các vị trí nè vị trí nào chưa được xuất bản nè thì các bạn chọn vào cái vị trí đó thì cái chưa được xuất bản nó sẽ giới hạn một số cái như là không có cập nhật được nhiều thông tin không theo dõi được bao nhiêu lượt tìm kiếm cái vị trí của mình hoặc là không có quyền không có hiển thị được trên cái bản đồ như vậy à, để xác minh mà thì thường thường á các bạn khi mà tạo nó sẽ yêu cầu bấm vào cái chỗ xác minh ngay nè nó sẽ yêu cầu là sẽ nhận một cái bưu thiếp và một cái thư tay gửi từ Google gửi về tuy nhiên các bạn đợi quá lâu mà không được thì sẽ như thế nào thì các bạn truy cập vào bấm vào xác minh ngay này nha rồi nó sẽ hiện thế nào một cái giao diện như thế này các bạn chọn vào cái nút ba ba gạch ở trên các bạn kéo xuống dưới cùng nó có một cái phần đó là phần hỗ trợ rồi trong cái phần hỗ trợ này nó có rất là nhiều cái hướng dẫn nhưng mà các bạn kéo xuống dưới các bạn chọn bạn cần được trợ giúp thêm các bạn chọn một xác minh thì các các bạn chọn là tôi đã yêu cầu bưu thiếp cách đây hơn 14 ngày mà không có không thấy hoặc thất lạc rồi khi mà các bạn bấm vào đó thì nó sẽ có những cái dòng này các bạn bấm vào dòng cuối nè Hầu hết bưu thiếp gửi đến 14 ngày nếu chưa nhận được bưu thiếp hoặc là đợi hơn thì bạn hãy liên hệ với chúng tôi Rồi ở đây các bạn điền tên của bạn vô Nguyễn Mạnh Cường ví dụ vậy điền email Tôi đồng ý chia sẻ thông tin của mình và lưu ý nhớ điền số điện thoại ở đây nè số điện thoại ở đây số điện thoại của các bạn á Rồi sau đó gửi thêm một số cái thông tin khác nếu mà các bạn làm trên điện thoại thì nó dễ hơn đúng không các bạn điền vào đây à, một cái số số điện thoại nè URL công khai hoặc là các bạn có thể copy ở trên đây cũng được mấy ảnh rồi lung tung đó, thông tin tùy chọn cái nào tùy chọn các bạn có thể điền vào hoặc không đó, các bạn chọn hết cái này bấm vào gửi thì sau khi bấm vào gửi á thì nó sẽ hiển thị ra được một cái Thông báo là sẽ có nhân viên trợ giúp của Google gọi điện tới cho các bạn à, khoảng nhanh lắm, khoảng tầm chưa tới một phút và sẽ nói chuyện với các bạn. Sau đó thì các bạn có thể trao đổi và nhân viên Google sẽ hỗ trợ xác uh, minh doanh nghiệp của các bạn rất là nhanh. Mình đã thử xác uh, minh doanh nghiệp uh, cái văn phòng seafood restaurant này nè, uh, thì rất là nhanh, chưa tới 2 phút là đã xác nhận xong rồi. Đó là mình hướng dẫn ở trên cái. Uh, màn hình desktop hay trên giao diện desktop, trên giao diện mobile thì sẽ dễ hơn. Các bạn có thể sử dụng trên giao diện mobile. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng trên giao diện mobile nha. Rồi ví dụ như đây là cái giao diện trên mobile thì đầu tiên á các bạn chọn một cái ứng dụng đó là Google Business, doanh nghiệp của tôi phía trên nè, phía trên bên tay trái các bạn thấy chữ G không? Các bạn có thể lên App Store hoặc Google Play cài cái ứng dụng này. Các bạn bấm vào Google doanh nghiệp của tôi. Đó các bạn chọn cái 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 nào mà mà chưa xác minh đó nha ví dụ như đây là mình đã xác minh rồi cái nào chưa xác minh các bạn kéo xuống dưới các bạn bấm vào chữ trợ giúp phản hồi đó nó sẽ hiện thị ra cái này và nó sẽ có một đúc gọi là liên hệ với chúng tôi qua điện thoại ở đây các bạn điền tên số điện thoại mô tả sự cố thì các bạn có thể điền vào ví dụ như là không xác minh được địa điểm doanh nghiệp hoặc là không nhận được mã pin hoặc là không nhận được thư rồi các bạn bấm gửi cái bấm nút phía trên này nè phía trên bên phải á thì sau khi bấm xong các bạn sẽ lập tức gần như lập tức à, khoảng vài giây sau sẽ nhận được một cuộc gọi từ Google nó từ điện thoại thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều mình đã xác nhận thành công vài cái doanh nghiệp thông qua cái này và các bạn không cần chờ à, mã pin hoặc là gửi thư nhiều rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình video ngắn để giải đáp cho các bạn nha chứ mình trả lời tin nhắn hơi lâu à, các bạn có thể vào YouTube search DigiMart vn channel có kênh YouTube các bạn bấm subscribe để theo dõi được nhiều video của mình nha À, nhớ à, giới thiệu bạn bè like share comment thì à, sẽ ủng hộ được mình nhiều hơn sẽ ra được nhiều video hơn à, và mình đang triển khai cái series khóa video SEO à, toàn tập cho người mới bắt đầu các bạn có thể vào cái kênh của mình và ở trên website có digitalmarketing.com và trên đây nó có một cái cộng đồng Digital Marketing Việt Nam các bạn có thể tìm kiếm hoặc là vào à, khung sở chọn cộng đồng Digital Marketing Việt Nam ở đây cái group này khoảng tầm 36.000 thành viên các bạn có thể cho anh vào nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này và hy vọng các bạn thực hiện thành công. Xin chân thành cảm ơn.